Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Và ngày hôm nay mời các bạn đến với video tiếp theo tổng hợp các loài khủng long mới trong năm 2023. Lần này là trong 3 tháng 7, 8 và 9. Đừng bỏ lỡ cái tên nào cả. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Số 1. Phocatoceratops elucidens. Khủng long hoạt xương Ceratopsia là một trong những nhóm khủng long phổ biến nhất tại Bắc Mỹ vào cuối kỷ phấn trắng. Chúng có ngoại hình đặc trưng với diềm cổ làm từ xương và những cái sừng mọc phía trên hốc mắt, tùy loài mà có cấu tạo diềm và số lượng sừng khác nhau. Vào tháng 7 vừa rồi, thì nhóm các nhà cổ sinh vật học tại Đại học Tokyo, đứng đầu là Hiroki Ishikawa đã công bố nghiên cứu mô tả và định danh Phocatoceratops elucidens, loài khủng long mặt sừng mới thuộc phân họ Centrosaurini, với những hóa thạch được khai quật tại hệ tầng sông Judith ở Montana, bao gồm một số mảnh hộp sọ, chi trước và chi sau bên trái hoàn chỉnh, một phần xương chậu và hầu hết cuộc sống. Mẫu vật được tìm thấy nhìn chung không quá to lớn, nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đây là một mẫu vật chưa trưởng thành và họ dự đoán con vật có thể đạt chiều dài 4m và nặng khoảng 500kg khi đã phát triển đầy đủ. Trong danh pháp khoa học, tên chi Phocatoceratops có nghĩa là mặt sừng chĩa ra, ám chỉ hình dạng uốn cong của cặp sừng trên hốc mắt. Tên loài elucidens có nghĩa là khai sáng, thể hiện tầm quan trọng của loài này trong việc nghiên cứu về các loài khủng long mặt sừng nhờ phần xương thân có mức độ bảo quản tốt để chỉ ra các đặc điểm cũng như các giai đoạn sinh trưởng của khủng long mặt sừng. Mẫu vật này có niên đại khoảng 75,6 triệu năm, cùng thời với một số chi khủng long mặt sừng khác như Avaceratops, Medusaceratops cũng như chi khủng long anti tổ hợp bạo long là Dasplitosaurus. Số 2. Igashemku. Igashemku là loài khủng long sauropod thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria đến từ Ai Cập. Chúng từng lang thang trên hành tinh của chúng ta vào kỳ Campanian cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 75 triệu năm trước. Hóa thạch của Igashemku gồm 5 đốt sống lưng và các mảnh xương chi, được tìm thấy trong trầm tích tại hệ tầng Kusia, phía đông Mas en Bahari, ốc đảo Khaga ở sa mạc Tây của Ai Cập. Đây cũng là loài khủng long hộ pháp thứ hai được mô tả tại hệ tầng Kusia sau Mansurasaurus shahini. Ước tính dựa trên các hóa thạch được tìm thấy cho rằng Igashemku có kích thước ở mức trung bình trong số các loài khủng long hộ pháp, dài khoảng 10-15m. Sự hiện diện của Igashemku góp phần củng cố giả thuyết về một nhánh khủng long Titanosauria Phi và Á Âu có niên đại phấn trắng muộn, với các đại diện châu Phi của nhóm này chỉ được tìm thấy tại phần tây bắc của lục địa, cụ thể là ở Ai Cập. Danh pháp của nó có nghĩa là chúa tể ốc đảo bị lãng quên trong tiếng Ai Cập. Số 3. Opdytosaurus bunuelli. Opdytosaurus bunuelli là một loài khủng long chân chim có niên đại trụ ra muộn, được tìm thấy tại Tây Ban Nha và được cho là thuộc nhóm Ankylopolacea, một nhóm khủng long chân chim đa dạng có niên đại từ Jura muộn đến phấn trắng muộn khoảng 161,5 đến 66 triệu năm trước, được tìm thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và cả châu Á nữa. Dựa trên sự so sánh đối chiếu với các loài khác thì Opdytosaurus bunuelli có ước tính chiều dài khoảng 6-7 mét, do đó là loài khủng long chân chim lớn nhất có tuổi Jura muộn tại châu Âu từng được mô tả và là một trong những loài khủng long chân chim lớn nhất thế giới. Kích thước của Opdytosaurus có thể giúp lý giải những dấu chân bí ẩn được tìm thấy tại cung bồn địa Nam Iberia, có chiều dài từ 25 đến 33 cm, được cho là thuộc về một loài khủng long chân chim lớn chưa xác định. Người ta đã khai quật được những dấu chân này tại nhiều địa điểm có tuổi Jura muộn ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng chưa tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long phù hợp. Kích thước ước tính của dấu chân Opdytosaurus là khoảng 29 đến 31 cm, do đó nó là ứng viên hoàn hảo cho loài khủng long bí ẩn này. Số 4. Minimocursa funaensis. Loài khủng long cỡ nhỏ đến từ Thái Lan Minimocursa funaensis được mô tả và định danh dựa trên mẫu vật có độ nguyên vẹn khá cao, được phát hiện tại hệ tầng Phu-Gradung ở nước này. Tên chi Minimocursa có nghĩa là khủng long chạy nhỏ nhất, có tên loài đề cập tới địa điểm khai quật hóa thạch ở Funoi thuộc tỉnh Kalasin. Mẫu định danh ký hiệu là PRC150 đã được khai quật từ năm 2012 và quá trình xử lý hóa thạch tiêu tốn của các nhà nghiên cứu 5 năm tiếp theo. Mẫu vật này gồm 50% bộ xương thân, ngoài ra còn có một số mẫu vật khác bao gồm xương hàm và xương bàn chân. Minimocursa sống vào thế Jura muộn khoảng 161,5 đến 145 triệu năm trước và phân tích phát sinh loài của nhóm nghiên cứu xếp nó vào nhóm khủng long hồng chim Ornithischia, hay cụ thể hơn là những loài khủng long hồng chim mới Neo-Ornithischia. Minimocursa cũng là một trong những chi khủng long cổ nhất Đông Nam Á hiện nay, có thể chỉ sau Isanosaurus cũng đến từ Thái Lan. Số 5. Tarosaurus indicus. Tarosaurus indicus là loài khủng long sauropod mới được công bố đến từ Ấn Độ, có niên đại Jura giữa khoảng 167 triệu năm. Hóa thạch của nó gồm các đốt sống cổ, đốt sống lưng và đuôi không nguyên vẹn, cũng như một xương sườn. Trong nghiên cứu thì các nhà cổ sinh vật học đã quyết định đặt tên cho con khủng long là Tarosaurus indicus, trong đó tên chi Tarosaurus bắt nguồn từ sa mạc Thar, nơi tìm thấy mẫu định danh, có tên loài indicus thì mang ý nghĩa là Ấn Độ.
Phân tích phát sinh loài cho thấy Tyrannosaurus indicus là loài cổ nhất trong họ Dicryosauridae cũng như cổ nhất trong siêu họ Diplodocoidae, và vì thế chúng có họ hàng với chỉ khủng long Amargasaurus, vốn thường được biết đến với hình ảnh cánh buồm tạo thành từ các gai thần kinh trên cổ. Tyrannosaurus được ước tính có chiều dài khoảng 10-13 mét. Hệ tầng Jasmer, nơi tìm thấy than hóa thạch Tyrannosaurus, đại diện cho một lớp trầm tích duyên hải của đại dương cổ đại Tethys. Ngoài Tyrannosaurus thì trước đó người ta còn tìm thấy răng của một loài theropod cũng như một loài sauropod chưa xác định. Một số hóa thạch cá cũng được tìm thấy tại hệ tầng này. Số 6, Tyrannomimus fukuensis. Tỉnh Fukui là địa điểm có nhiều hóa thạch khủng long nhất Nhật Bản, và mới đây ngành cổ sinh Nhật Bản lại đón tin vui ở tỉnh này khi loài khủng long thứ 12 của xứ sở Phù Tang được công bố cũng đến từ tỉnh Fukui, đó là Tyrannomimus fukuensis. Nếu chỉ nghe tên cũng như dịch nghĩa từ danh pháp khoa học thì chúng ta có thể tưởng nhầm Tyrannomimus có liên hệ họ hàng gì đó với Tyrannosaurus rex. Tuy nhiên, tên gọi này chỉ xuất phát từ việc xương của Tyrannomimus fukuensis có một số đặc điểm khá giống với khủng long thuộc siêu họ Tyrannosauridae, chẳng hạn như đường gờ dọc trên xương chậu. Phân tích phát sinh loài cho thấy Tyrannomimus fukuensis là một loài nằm trong họ Deinocheiridae, nhánh Ornithomimosauria, tức là chúng có họ hàng rất gần với Deinocheirus. Được khai quật từ hệ tầng Kidatani thì Tyrannomimus được xác định có niên đại phân trắng sớm, từng chung sống cùng nhiều con khủng long khác trên cùng địa bàn Fukui như Fukui Titan, Fukui Saurus, Fukui Venator, Fukui Raptor hay giống chim cổ đại thuộc nhánh Aviolae là Fukui Pterix. Số 7, Vectidromius insularis. Đảo Wye là một trong những địa điểm có nhiều hóa thạch khủng long nhất nước Anh, và sau loài giáp long Vectibelta barreti thì trong tháng 9 vừa rồi các nhà cổ sinh vật học tiếp tục công bố loài khủng long mới Vectidromius insularis cũng đến từ đảo Wye. Vectidromius insularis là thành viên thứ hai của họ khủng long Hypsilophodontidae được tìm thấy trên đảo Wye sau Hypsilophodon fossae. Họ Hypsilophodontidae là một nhóm khủng long ăn thực vật nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, đi bằng hai chân, sống cách đây khoảng 125 triệu năm trước. Chúng từng sống cạnh những con khủng long đầu tiên thuộc họ bảo long, họ đại long xương gai và cả iguanodon. Hóa thạch của Vectidromius insularis đại diện cho một cá thể có kích thước tương đương một con gà ngày nay. Tuy nhiên nó chưa đạt đến tuổi trưởng thành và kích thước của loài này có thể còn to hơn. Tên chi Vectidromius cũng giống như Vectipelta, đều có chữ Vecti là tên của đảo Wye trong tiếng Latin. Dromius là từ thường gắn với những loài khủng long có đôi chân mảnh khảnh và chạy nhanh, và tên loài insularis có nghĩa là đảo. Số 8, Garumba Titan morellensis. Garumba Titan morellensis là loài sauropod mới đến từ châu Âu, có niên đại phân trắng sớm khoảng 122 triệu năm. Hóa thạch của nó được người ta phát hiện tại khu vực San Antonio de la Vespa thuộc hệ tầng Axillas de Morella ở Morella, Tây Ban Nha. Tại khu vực khai quật thì người ta tìm thấy mật độ hóa thạch khủng long sauropod khá lớn với ít nhất 4 cá thể, trong đó có 3 thuộc về loài mới Garumba Titan morellensis. Một trong các cá thể được tìm thấy nổi bật những kích thước lớn, một đốt sống có bề rộng hơn 1 mét và xương đùi có thể dài đến 2 mét. Dựa trên các đặc điểm của hóa thạch và phân tích phát sinh loài, các nhà nghiên cứu cho rằng Garumba Titan là thành viên nguyên thủy nhất của một nhóm khủng long sauropod gọi là Sumphospondyli, một trong những nhóm khủng long sauropod đa dạng và phong phú nhất trong kỷ phấn trắng. Ngoài ra thì chúng cũng có mối liên hệ với các dòng khủng long sauropod khác ở châu Á, Bắc Mỹ và lục địa châu Phi, chứng tỏ đã có sự phân tán của quần thể động vật giữa các lục địa này. Tên chi và tên loài đều dùng để chỉ những địa danh gắn với hóa thạch, gồm đỉnh núi Garumba cũng như thành phố Morella. Số 9, Jiangxi Titan Gantuensis. Thành phố Cám Châu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc được mệnh danh là một trong những thánh địa của khủng long ở Trung Quốc. Và mới đây thì các nhà khoa học lại công bố thêm một loài khủng long mới đến từ địa danh này, đó là Jiangxi Titan Gantuensis. Tên chi Jiangxi Titan có nghĩa là gã khổng lồ Giang Tây, còn tên loài Gantuensis là chỉ thành phố Cám Châu. Hóa thạch của Jiangxi Titan được khai quật tại hệ tầng Nam Hung, có niên đại phân trắng muộn, bao gồm đốt sống lưng, hai xương sườn cùng với 4 đốt sống đuôi và xương gọng đuôi. Hóa thạch đốt sống của nó thể hiện một số điểm đặc trưng, chẳng hạn như có hình dạng phẳng và gai thần kinh nằm ở phía trên đốt sống. Có khả năng là Jiangxi Titan cũng giống như Ganasaurus, một loài sauropod khác của hệ tầng Nam Hung, nhưng không thể so sánh trực tiếp cả hai với nhau vì hóa thạch của chúng không cùng một loại xương. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu cho rằng chúng cả hai có mối quan hệ họ hàng xa trong phân tích phát sinh loài, do đó chúng là những chi tách biệt. Jiangxi Titan thuộc nhóm Titanosauria, nhóm gồm những con sauropod lớn nhất thế giới như Argentinosaurus hay Batago Titan. Vừa rồi là toàn bộ 9 loài khủng long mới được phát hiện trong 3 tháng 7, 8 và 9. Vẫn sẽ còn những phát hiện khác chờ đợi chúng ta trong những tháng cuối năm, hứa hẹn nhiều bất ngờ và thú vị. Đừng quên đăng ký và theo dõi Mê Khủng Long TV để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.